Đây, bây giờ anh em lấy cái đoạn đuôi đó làng mồ tạc nha mọi người. Rồi đem lên sau. Đây là hoàng. Nó có cái bàn tay hoàng trong cái làng mà làng kế ăn mồ tạc. Anh em câu quýt câu kế. Wow, đúng đó. Còn một xíu vậy. Còn này rỉ á. Còn rỉ nữa. Con này to. Con này to. Coi đó. Wow. Muối. Lấy gieo cho anh Quýt 19. Lấy gieo cho anh Quýt 19. Quá đẹp, quá đẹp. Lấy gieo là tối nhất nè. Đồ ơi. Đồ, mẹ. Wow. Kéo vô chẳng tay tanh cắt luôn rồi. Đeo nãy câu màu gì? Cái linh tiêu, màu linh tiêu và máy, màu xịn. Đây là hai ông trời nè. Hai ông cô nậu cho hai ông trời. Đây ông trời che, đây ông trời con nè. Sáng giờ câu được hai con rồi, con này lớn hơn con sáng, con sáng chắc cỡ gần 2 kg ha, con này chắc cỡ 3 kg. Câu cho vui nha mọi người, ở trên ghe không biết làm gì, bữa nay không có vô bờ nên thả câu câu kìa dũa cho vui. Dũa này chưa có mầm à? Do cái dòng nó không có mông, nhiều con nhỏ hơn đây mà cũng có mông mà. Dũa này không phải vô mông nhưng mà xém ăn thịt rất là dai, ngon, thơm lắm. Đồ bên kéo dũa đấy. Thèm chỉ nước miếng. Công nhận cái dũa xém ăn dai, ngon. Có con ra dũa còn to giống như này nè, nhưng mà cái thịt nó bột, ăn dở. Dí gieo vô ké. Dí vô đăng lên mạng vui vui phạm bản quyền. Đó. Gì không? Còn á. Còn không? Tiếp tục. Lên vô. Kéo ta. Tiếp tục một kéo nữa. Ấy chết gì tự nhiên lại búa mà. Bóp lấy lưỡi ra nó chết gì. Cắt đuôi xẻ tuyết. Lấy tuyết canh nào. Xẻ tuyết lấy tuyết canh anh em ơi. Con này nhỏ hơn con lúc nãy. Quá. Tự nhiên lấy chùa vô đập ké quá. Leo tụi đinh đi biển quá. Giấy một cầm chùa vô được.
Đây con màu sáng này, con màu sáng to hơn. Con là tư làm không? Đây giờ con đây tư này anh em tính đem ra là món mù tạt. Mù tạt gì chanh cá sẵn trên kia hết rồi. Vậy nó ngọt chết. Rồi năm năm đây quen chặt sẵn cái gieo luôn. Rồi rồi rồi. Đâu để tao lấy lưỡi rồi. Lấy khúc đuôi làng à. Cái nọc ở sau à. Đây bây giờ anh em lấy cái đoạn đuôi đỡ làng mù tạt nha mọi người. Rồi đem lên sau. Giỏ xì quang. Công đoạn mài gieo. Công đoạn mài gieo đã làng kế nè. Đó. Gieo vàng nó nhỏ làng nó luồn lách đồ được chưa. Kế vừa mới bắt dư biển lên là làng luôn. Đây là hoàng. Nó có cái bàn tay hoàng trong cái làng mà làng kế ăn mù tạt. Xong quả liền màu. Một miếng. Tí đâm mắm. Lòng tía không vô đây được đâu. Quay có ổng chặt quy gieo à. Đem nhiều. Đem chặt mấy rồi. Thấy là con chữ. Tí vô video nhiều lâu chặt mấy đâu. Ổng là bữa nào phải có một bài viết riêng dành cho ổng à. Vô chân. Vô chân. Kế làng lê này còn cái miếng xương này anh em. Đúng nữa nè. Gơm. Đầu nó canh chua. Kéo mà tới bốc lại xem thể đâu. Thể sau đây nè nó trâu vô lên. Chanh nhiều lắm. Rất nhiều. Bộ thấy coi cả mày máu cũng hết nè. Chạy lấy nấu canh. Còn ngố này. Không bên đó có bên tráng nữa y bài hả? Có. Có tráng bởi nó như theo bởi nó. Biểu B, 5B biểu hình đen. Biểu dây sách B đây. Đổ miếng lên thêm móng nữa. Đầu bếp. Đầu bếp đến từ Nhật Bản. Biểu quê. Biểu quê bởi không chứ. Quê làm kế bà dê đấy. Còn quê còn làng à? Làng làm bà dê thêm mấy cái chuông nữa. Cho người thưởng nó mới ăn cho anh biên là làm gối chút gối nữa. Ủa trâu đồ đồ nem hòa. Làm kế ướp không? Còn thêm nhiều hết á. Tươi khối tươi này dai đế nó bậy nghe. Làng cái dẹt quang bên cho nó rớt ra khỏi dê luôn. Dê con này nó dai. Dít rồi dê.
lấy mớ bánh tét à. Bánh tét đưa dòng nước đi. Chủ yếu anh em giờ bên đây một tí thì ăn không được đâu. Tí còn về không đâu ăn đâu. Tôi quay công tác của mấy cái ông phụ hộ đây, mấy ông ăn ký đây chú ơi. Chanh đây bên kia khâu dẻ mắm, trong đây là khâu chuẩn bị hậu cần ạ. Anh Tám, anh Tám lên lên sóng luôn nha anh Tám. À, lên sóng bây giờ. Đây lên gì đâu nè anh em. Đây cái tô chanh để anh nhúng vô nè. Ai thích nhúng mình nhúng, ai không nhúng là quốc sản luôn. Nam quốc ơi Nam. Quốc ơi. Wow. Ngon ngon không? Ngon Nam. Rất đẹp quá. Wow, y bài, y bài. Nam lên sóng hấp dẫn à. Wow. Ủa ai cũng ngon miệng nha ai hết á. Ai bị giùm tôi mà ăn đi. Đây có một chai rewind nữa. Ăn cái này uống rewind. Nè cái ly này, ly để uống rewind nè. Gồ quá, gồ quá. Trứng ngon rồi, cái trứng máu à. Con này mới kéo lên luôn, chưa đầy 20 phút. Mình nấu bê cái máy á. Làm gì nữa ngon. Từ dài rồi. Từ ngon kém mà. Từ ngon, ngon. Nó rớt lên, làm cho ngon. Ồ, anh nè, quay không quen. Không đem ăn đâu. Đây bữa ăn đau bụng lần mất hồn. Thuốc chưa? Mày ăn dày nè, đâu phải ăn dày đâu. Bữa ăn dày vậy ăn gì? Mà da trúng cái con nó thịt nó độc. Kế đi đâu đi, kế đi ngon nè. Kế à? Ăn nữa con. Chuẩn bị ăn ngay Trung Quốc rồi. Kế bữa chết bên đi lứ quê không lấy máu được, còn kế đi nó kế. Bữa con này không lấy, con đó bữa thằng Trung nó làm hòn nó làm nó không lấy. Kế mà lứ nó đeo ngon. Đồ lứ nó làm nó đeo ngon. Kế mất câu lên đi. Kế ra nè, mới ngon lắm. Kế thì lứ rồi, nó ngon. Kế ra đi bài cho. Kế lứ rồi, đọc về mấy tiếng không. Cuốn này, công đoạn cuốn này. Đừng lớn ra. Mình đọc cơm chín hả, nhanh chín hả. Không rồi em làm khúc chín em lột bỏ cái son lột của mình té không ăn sẵn béo quá. Wow, cái móc con mình béo ngon quá. Cháu ăn đâu nào bố nào tao uống quá nhúng vô, nhúng vô chanh đảm bảo, đảm bảo đồ chật đúng. Mấy châu tất rồi. Khâu à. Hả? Ừ. Ở biết ai? Làm hoàng này mặc cỡ này ăn không hết gì ở đây nữa. Tám mặc cỡ ơi Tám. Tám là quốc, quốc thẳng luôn rồi nha. Không có chăm chanh á. Không chăm chanh quốc thẳng luôn đó. Quá năm. Bộ tay cũng ghét á. Bộ tay cũng ghét rồi. Bộ tay cũng ghét rồi. Để nồng để làm miếng tư thử là làm miếng tư ơi miếng tư làm miếng hai tư miếng lên chứ, à, hai miếng đây miếng được à, làm miếng công mà lỡ lỡ miếng ngon thầu lỡ lỡ luôn miếng tư luôn thêm bàn tay nữa nghe quý vị thêm ly nữa bàn tay đi thêm chút bàn tay nữa lấy chân nữa mày rau quỳ biển nó còn hiếm lắm đâu đỡ cho lợi luôn này ông quên quỳ lóc nữa thôi chưa ngay cộng luôn. Còn luôn. Mình nhúng chín nó đầu ngon nó bảy lên. Không thôi thứ được đâu. Này nó nói lèo vào đầu nhúng nó thấy là liền em nó ngọt. Mà đỡ ngâm ngon rồi đỡ ngâm lâu rồi nó hết ngon. Đúng không? Cả đấy. Giả chị quay, giả chị quay. Cho mình nó thấy mình quá. Mình hầu mình nó còn còn sống nó thấy sợ chung cuối không được. Quá như bộ tết. Đúng là điều đắt á.
bắp này. À, à? Tám quốc miếng đây tám. Đều là quốc đây. Để đâu. Đây xin kết thúc video nha anh em. Mình ra mình luộc nửa con cá còn lại mình cuốn bánh tráng thôi. Đố buồn quá. Giao nửa con đem lại.